buổi fan meeting thì mình nhận được rất là nhiều quà của fan hâm mộ cũng như là của tất cả mọi người. Nhưng mà tại vì sau cái buổi fan meeting đó thì mình lại đi nước ngoài 2 tuần liền, nên là không có thời gian chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình cũng như mở quà cho mọi người biết. Nên là đây chỉ là một nửa của món quà thôi, một nửa còn lại giống như là hoa thì đã tàn rồi sau 2 tuần, với lại đồ ăn thì cũng đã ăn rồi sau 2 tuần, nên là bây giờ chỉ là còn một nửa hoặc là 1/3 gì đó. Có nhiều bạn ở Hà Nội thì mang pate, xong rồi các bạn ở dưới miền Tây thì mang cả dừa sáp lên nữa, nên rất là nhiều đồ ăn luôn. Vì biệt danh của mình là heo nên hầu như mọi người thả đồ ăn rất là nhiều. Và đây chỉ là những món quà hiện vật mà chúng ta có thể mở ra thôi. Và bây giờ thì mình sẽ mở qua từng món nha. Đây là một cái túi á, trời dễ thương quá luôn á. Dạo này mình rất là thích mang những cái túi mình thân thiện với môi trường như thế này nè, mà rất là bạn thích thời trang nha. Biết là bây giờ đang mua đen là trời ơi em bị đang mua đen là túi vòng tròn, nên là nên là có thể là mình sẽ bị cháu dành. Dễ thương lắm nha mọi người. Đó, như là mình đang mặc cái váy jean như này dễ thương lắm nè. Ôi trời ơi, cưng quá luôn á. Đây, mình không biết là ai tặng cho mình đọc cái nha. Con em, the rose is red, the violet is blue, sugar is sweet, and so are you. Không gì nữa hết, chị yêu. Cái phần mở quà, khu quà, ô khu eo bì luôn không? À, khu eo bì luôn không? Đó ơi, dài quá mọi người ơi. Quá dài rồi mọi người ơi. Chào chị, đố chị biết ngày 27 tháng 5 1987 là ngày gì nhé? Đó là ngày sinh âm lịch của một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, hiếu thảo và hết sức tài năng nữa. Người ấy là ai? Nói chung mình dài lắm. Và không biết câu ghi tên luôn nè. I love mình là you are the only one. H, chữ H chứ là T. Không biết là ai hết. Em bì nhìn bác hai đấm đuối luôn. Cái món tiếp theo đây. Rồi đợi lấy quà. Cười, đợi lấy quà cười ghê lắm mọi người. Cười đó hả? Món tiếp theo là của em Lê Thảo Nơ. Lê Thảo Nơ, happy birthday Minh Hằng nè. Mình mở. Đúng rồi, đúng là cái quạt. Dễ thương quá nè. Mình con hỏi dễ thương quá à. Thật sự là rất là dễ thương luôn á. Tại vì mỗi lần mình đi quay á, là mình quay ở ngoài thời tiết rất là nóng và cũng hay sử dụng mấy cây quạt cả nấm nè. Nhưng mà mấy cây quạt của mình nó si ba trao, mình xài một lần hay lần là hư hết trơn rồi. Cây quạt này LV cũng xài được luôn nha mọi người. Ơi cười á, ơi cười á. Dễ thương quá nè. Cho mình luôn giữa đi. Trời ơi, trời ơi, làm cho cô ngồi được. Ôi, con cô quậy với bác ai hả? Cô quậy bác ai hả nè? Quạt cho con nè. Mốt đem đi quạt cho con nha, cho con đi du lịch nha. Tiếp để bác hai cỡ quạt tiếp. Ủa bạn Thảo này không có ghi thiệt hả ta? À có luôn. Rồi nhắn nè để đọc nha. Chúc chị sang một tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cầu mong cho chị nhiều sức khỏe để thực hiện các dự án sắp tới. Và cũng là hành trang giúp chị thành công hơn nữa. Món quà này sẽ giúp cho chị rất nhiều khi chị đi diễn gần hay xa. Chị nhớ sạc nó khi hết năng lượng nha. Em cảm ơn chị đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của em. Thương chị heo. Ôi con ngon. Một đàn heo, rất là nhiều heo. Bạn này hôm bữa hình như là lúc mà tặng ở đó thì bạn có nói là bạn tự làm. Thương cô nhiều, cưng lắm luôn. Thương cô nhiều. Và cái này là yêu cô Hằng. Cái này là con gì ta? Con heo hả? Con mèo. Con mèo đúng không? Con heo. Con mũi heo mà. Cái này là con mèo lại con heo. Nói chung là hai con nó hợp lại với nhau. Không này chính xác là con mèo nè, đúng không? Không cũng vậy luôn, cũng mèo leo luôn. Cái form thì là con mèo nhưng mà cái mũi là con heo. Cưng quá. À qua đây là có một cái thiệp. Gửi cô Hằng xinh đẹp và tài năng của con. Dài lắm nha mọi người, mình sẽ đọc tu nha. Món quà năm chú heo này do con tự tay làm, hy vọng cô sẽ thích nó. Thực sự con không khéo tay với, cũng là lần đầu con làm món quà handmade. Và trong thời gian được rảnh ít ỏi, trong thời gian đi học quân sự của con cũng quân sự, hy vọng cô sẽ xem đó như tình cảm con gửi gắm đến cô. Nhìn những chú heo đó nhớ đến con cô nhé, yêu cô rất nhiều. Và món quà này là có đính kèm một bé mèo trắng, đúng không? À yeah, có nghĩa là couple hay là một người hai món quà đính kèm đến màu trắng. À không, mèo tam thể. Còn mặt kép mèo tam thể cũng không kém phần dễ thương và cute. Bé mèo này tượng trưng cho tuổi mèo của cô. Gửi cô hàng xinh đẹp nhất trần đời. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người yêu và người con. Yêu nha. Chúc cô luôn xinh đẹp, tươi khỏe, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Happy birthday cô, mãi mãi yêu cô. Phan Gia Minh, tình yêu đối với cô 10 năm và sẽ hơn thế nữa. Dễ thương quá, Phan Gia Minh. Xin là Phan Gia Minh, mình sẽ giữ lại hết tất cả những món quà tấm thiệp này luôn. Mình cũng sẽ giữ lại hết tất cả những cái món thịt này. Này thì mình sẽ để ở đây, mình sẽ để ở đây. Nhà mình đang ăn cơm. Rồi vậy nó mới tự nhiên. Y khủng long con ham ăn, đúng không? Dễ thương, hồi xưa mình rất là thích coi phim khủng long con ham ăn, rất là thích luôn. Một là khủng long con ham ăn, hai là con voi Dumbo. Thật sự rất là yêu thích Dumbo luôn. À, cái đây là món quà của bạn FC từ Hà Nội, Hải Phòng, ở Hải Phòng. Rất là sang trọng nha mọi người, vô cùng sang trọng và quý phái luôn nè. Đây là một cái mắt kiến đồ hiệu chính gốc. Gentleman Tự. Hiệu này xuất phát từ Hàn Quốc. Dễ thương ha, rất là dễ thương. Cái này mình sẽ đeo đi diễn nha, mình sẽ đi chơi vào mùa hè. Mùa hè thì đeo mắt kiếm màng màu như thế này rất là hợp luôn, rất là tâm lý, vô cùng tâm lý. Còn này là cây gì? Cây điều tiếng chúng ta không phải đâu hả? Cái ly à, dây sao cây điều tiếng gì kỳ vậy? Cái này sao ta sử dụng cho cái gì? Cái này là cái ống hút mà ha. Cái này là cái ly. Trời, cái ly dễ thương quá nè. Summer Party. Lúc nào mình cũng được tặng rất là nhiều ly luôn. Tại vì bây giờ thứ nhất là mình phải sống thân thiện với môi trường, không được dùng ly nhựa, nên là mỗi người mình sẽ phải sống một cái ly. Cho riêng bản thân mình, nên là mình mua cà phê hay là mình mua nước gì đó nên bỏ vào một cái ly xinh xắn như thế này. Thứ nhất là mình giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường. Thứ hai nó cũng khá là trong mang dấu ấn cá nhân, xinh xắn, dễ thương. Ví dụ ngày hôm đó mình bực bội quá mình xài ly màu đen, ngày hôm nào mình yêu đời quá mình xài ly màu xanh, ngày hôm nào mình thấy mình bánh bèo của mình xài màu hồng đó. Đủ các thể loại màu, đủ các thể loại ly, nói chung là tùy tâm trạng mà xài, rất là phù hợp đó, mà màu nào mình cũng có. Nói chung là mình có hơn 7 cái, nói chung là một tuần mình không có xài đụng hàng. Và có những cái ly khi mà mình đi ra ngoài tiệm cà phê mình mua, mọi người nói trời ơi chị mua ly đâu dễ thương, dễ thương quá vậy. Mình cũng cảm thấy rất là hạnh diện khi mà cái tâm của mình làm cho mình rất là nhiều ly dễ thương. Nhưng mà nhân tiện ở đây thì mình cũng hỏi là hai cây để làm gì? Ông có hiểu hai cây này để làm gì? Chùi ống hút á. À hiểu rồi, bây giờ là tại vì mình hay mang cái ly này, cái cây này đi ra ngoài đường mà mình hay xài ống hút này luôn, cũng không xài ống hút nhựa luôn nha mọi người. Nên mình phải mang cái cây này trong người, trong cặp, trong giỏ, chùi ống hút bất cứ mọi đâu. Và cái thiệp của Quỳnh Anh cũng ở trong đây luôn. Bạn Quỳnh Anh này là bay từ Hải Phòng vào để mà tham dự fan meeting. Hello chị, thiệp này em viết ngày 21 tháng 6 là trước hôm sinh nhật chị một ngày. Quà em cũng chuẩn bị trước cho chị từ những tháng trước cơ, nhưng mãi chưa có dịp gặp để đưa cho chị. Nên là đợt này vào off dù có muộn chút nhưng em muốn tự tay đưa cho chị. Sang tuổi mới em chúc chị có thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan yêu đời vì xung quanh còn nhiều người yêu thương chị lắm. Giữ vững bản lĩnh, sự tự tin trong những việc chị đang và sẽ làm nhé. Những người như em tin và ủng hộ chị nhiều lắm. Em rất ít khi viết thư tay, chỉ những người trong gia đình mới viết vì em sợ bị sớm ha 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 nữa. Nhưng chắc với chị em sẽ coi là ngoại lệ. Có mấy thứ em tặng chị, em tự chọn theo cảm tính hết đó. Em nghĩ là có cái chị thích, cái chị sẽ cầm và có cái để làm kỷ niệm cũng được ha ha. That's with from Hải Phòng, em welcome. Cái con này thì mình có cần phải gửi không mọi người? Nhìn thấy rồi, đó là Dogemon. Chắc ý nghĩa của món quà có nghĩa là muốn mình có nhiều đồ nghề giống như Doraemon. Có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, có thể làm được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn. Đó là ý nghĩa món quà như vậy, đúng không? Về không? Tôi nghĩ món quà ý nghĩa ghê gớm không? Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Mình cũng hay, mình cũng tự thấy là mình quá là ghê gớm khi nghĩ được nhiều món quà ý nghĩa như vậy. Bây giờ mình sẽ gọi món quà này hôm nay. Trước khi là mình sẽ có cái gì? Happy birthday. Bài nào viết cũng dài hết. Này tới 4 trang lận nha mọi người. 4 trang lận. Dễ thương quá không? Kính gửi chị Minh Hằng. Ghê, kính gửi chị Minh Hằng, kính gửi Ủy ban Nhân dân vậy đó. Chào chị, em là Bùi Hoàng Nhân Bảo Dương. Em xin chúc chị thêm tuổi mới, thêm nhiều thành công mới, luôn xinh đẹp, luôn hát hay, luôn có những vai diễn xuất sắc và để đời và sẽ thành công. Chị biết không, em đã hâm mộ chị từ lúc 6 tuổi. 2006 đến năm 2019, có nghĩa là 13 năm. Có thể là một chặng đường không quá dài nhưng đối với em nó rất dài. Vì đó là 13 năm em đã rất hâm mộ chị và sau em lại nói dài. Vì 13 năm đó là 13 năm em theo dõi chị và thấy những sự hy sinh của chị vì nghề nghiệp. Thì biết không, bộ phim Người Trước Mơ Về đã là tuổi thơ của em mà không phải riêng em mà là tuổi thơ của anh chị em và là một tuổi trẻ của cậu em, chú em. Đó là chị dài như vậy em. Chị dài đúng như em, cái cậu em, chú em mà cả là tuổi thơ của cậu em, chú em luôn á. Ý, một cái ly con heo nè, cute biết, dễ thương quá luôn á. Trời ơi, bộ sưu tập ly của mình thêm nhiều thêm. Dễ thương quá à. Xinh quá à. Quá là đẹp luôn á. Nè, cái này là của Bì nó trơn nữa. Một con heo đội nón đỏ. Ơi 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 ơi. Em thích tượng. Như cái đi có cái này nữa nè. Có luôn cái muỗng luôn nha mọi người. Một combo để uống cà phê sáng. Ngày mai chị xuống uống cà phê sáng ở vườn hoa của mình. Với cái ly này. Chắc ly nữa quá. Không phải đi mà là cái bình nước. Bình nước này mình có thể mang đi tập thể dục. Đó. Bình nước này mình có thể mang đi tập thể dục. Rất là tiện lợi, rất là dễ thương và đáng yêu. Dễ thương quá, cái gì cũng màu hồng. Lại màu hồng. Xinh không? Xinh. Cái này là giống như là cái túi, một cái bóp, một cái bóp này để giống như là chị đi học tiếng Anh chị sẽ sử dụng cái bóp này để mà đựng viết. Móc khóa cưng quá luôn, mình còn nghe mình sẽ làm móc khóa này cho chị khóa xe hơi của mình. Mình sẽ làm móc khóa xe hơi. Đây là hai cái bí chủ. Dễ thương quá không? Dễ thương quá không? Cái này không biết có được. Cái này là cái viết. Biết gì? Ủa biết gì rồi. Thay ống gì sao ta? Thay đồ sao ta? Lấy nghiên cứu gì? Cái này Bibi. Là heo nhỏ là Bibi, heo bự là cái gì? Thương quá luôn á. Một đại đội heo đại đội. Ok, cũng có một cái tấm thiệp luôn. Princess, công chúa. Trời ơi, tấm thiệp dễ thương quá nè. biết sao chứ vì đang đợi quà đó mọi người. Ok, gửi cô người con gái con thương. Cảm ơn cô đã luôn yêu thương MH và tổ chức buổi fan meeting thật nhiều niềm vui đến thế. Thật sự món quà này rất nhỏ nhưng hy vọng là cô sẽ vui khi nhận nó nha. Con thấy cô che nên tặng cô á. À còn chai dưỡng tóc này là con làm cho cô nè. Thành phần là cần tây, bó xôi, táo, dưa leo, gừng và cam nha. Đảm bảo thơm ngon, dáng đẹp và sạch mà. Lại khỏe nữa, y hi hi, thương cô nhiều lắm. From Anna Chuko with love. Sorry cô vì chữ quá xấu. Không, chữ con đẹp hơn cô đó. Chữ cô xấu hơn nhiều. Ồ dễ thương quá, Prince luôn nè. Ý cái này mình gắn lên trên phòng của LB được nè. Dán lên Prince. Đây em là princess. Qua đây. Mỗi những cái món mình thấy à, heo này nè. À, heo gối. Heo gối á, heo mền. À, mai mang cho đi quay được. Hay quá mọi người ơi, ngày mai mình quay 36 tiếng nhưng có thể lên tới 48 tiếng là chuyện hết sức bình thường. Nên mình sẽ mang theo cái mền này để mà đi mần nha mọi người. Trong bây giờ xin lỗi con nha. Trong cái gối là có cái mền nha mọi người. Rồi, cái này dễ bị su lắm nha mọi người. Rất là dễ bị su luôn nha mọi người. Khui đi không ngồi con coi. Xong lấy lần thôi. Khui đi không ngồi con coi món nào được là không mất hết. Dễ thương quá à, mai mình phải mang đi quay. Mình sẽ xài trước. Vô dáng người ta ngồi chờ quà. Vô dáng ngồi chờ quà. Đây. Xinh đẹp tự tin rạng ngời. Trời ơi, cái thiệp dễ thương quá ha. Tóc y chang chị luôn á. Y chang luôn. Trời ơi, cái thiệp quá là dễ thương luôn. Bé ơi, thiệp quá là dễ thương luôn. Con chào cô hàng xinh đẹp, con chúc cô sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, luôn xinh đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong năm tới nay, con chúc cô công việc luôn suôn sẻ và có nhiều show diễn hơn để con có thể theo dõi và xem được nhiều bộ phim và các ca khúc của cô. Mong cô sẽ thích món quà của cô. Giữ gìn sức khỏe nha cô. Nói chung là một loạt cô. Happy birthday cô mà không có ghi tên con là gì, không có biết tên con là gì nè, không có ghi tên. Nói chung là khi các bạn coi các bạn nhớ cho mình là món quà của các bạn nha. Tay con thì nước miếng, má hơi nước gớm nha. Nhớ cho mình là món quà của các bạn nha. Xong.